Lê Lộc, Tuấn Dũng tình tứ, tự vai thân mật, nhìn nhau ấm áp. Tuấn Dũng và Lê Lộc đều là diễn viên trẻ, hoạt động sôi nổi tại làng giải trí phía Nam. Tuy nhiên, việc cả hai dính với nhau như hình với bóng mỗi khi xuất hiện, thậm chí có những cử chỉ thân mật khiến dân tình xôn xao. Thường xuyên rơi vào nghi vấn hẹn hò, nhưng đến nay Tuấn Dũng và Lê Lộc vẫn chưa chịu công khai. Loạt khoảnh khắc tình bể bình. Trên trang cá nhân, Hồng Vân gây chú ý khi đăng tải hình ảnh Lê Lộc và Tuấn Dũng đang tựa đầu nhau ngủ ngon lành. Chẳng miêu tả cũng biết người hâm mộ vui mừng trước khoảnh khắc này như thế nào. Lê Giang, mẹ ruột Lê Lộc cũng để lại ý kiến, khiến dân tình càng thêm thích thú. Bây giờ dính vậy là sao chị? Lê Lộc và Tuấn Dũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các dịp đặc biệt. Thậm chí, nữ diễn viên còn đăng ảnh bên bạn trai tin đồn trên trang cá nhân. Cả hai ngồi cạnh thân thiết như không có khoảng cách. Nếu không rõ sự tình, nhiều người nhìn vào ngỡ như đang xem một cặp đôi đích thực phát cẩu lương. Trong sinh nhật Tuấn Dũng, Lê Lộc canh đúng không giờ để gửi lời chúc mừng. Happy birthday đằng ấy, thôi không lòng phòng nữa, hát bài này tặng tôi phải không? Chúc đằng ấy sẽ thực hiện được những hoài bão của anh hén. Nữ diễn viên viết, chưa dừng lại ở đó, cả hai còn có những status trùng hợp đến khó tin, rằng đó chỉ là sự tình cờ. Lê Lộc đăng bức ảnh xinh đẹp đề dòng caption. Đối, cái anh sợ có phải là cực. Chẳng đâu xa, sang trang cá nhân của Tuấn Dũng, khán giả thấy anh viết. Đáp, cái anh muốn là hết mực yêu em. Tuấn Dũng được mẹ Lê Lộc yêu quý. Lê Giang từng bênh vực Tuấn Dũng khi có bình luận chê bai anh không xứng với con gái. Cô nhận xét nam diễn viên đẹp trai, tính cách cũng tốt. Tuấn Dũng đẹp trai mà mọi người, chỉ là nhỏ con thôi, lỗi là do con gái của chị nó cao quá chi, chứ Tuấn Dũng hiền lành, cái duyên của con mà, sao từ chối được. Cái gì nó tới là mình không cản được, ông trời sắp đặt hết rồi. Tuấn Dũng không ăn chơi, tụ tập gì cả, suốt ngày chỉ ở nhà, mà bé Lộc cũng thích ở nhà, nên qua nhà Giang chơi, chứ cũng không có đi đâu. Lê Giang chia sẻ. Trong một lần Tuấn Dũng đến nhà chơi, Lê Giang đã gọi anh là con trẻ tương lai rất tự nhiên. Trời ơi, hai nhân vật quan trọng nữa, Tuấn Dũng con trẻ tương lai đang chờ cháu ngoại. Ta nói cháu nội thì chuẩn bị ra đời, còn cháu ngoại thì không biết chừng nào có. Sinh đôi nha con, hai đứa, sinh đôi giống như con của chị Hà Hồ với anh Kim Lý Á. Phải đẹp đôi như vậy tôi mới chịu nha, tôi mê hai đứa đó lắm á. Cô nói. Thậm chí trong một livestream, nữ diễn viên bố già còn tiết lộ chuyện tình của con gái đang rất đẹp. Lê Giang chia sẻ, chuyện tình cảm Tuấn Dũng Lê Lộc sẽ nói sau đi, bây giờ các bạn cứ yên tâm là chuyện tình yêu đang đẹp đó, nói chung là đẹp lắm, cái gì cũng phải từ từ rồi sẽ có cái kết rất là đẹp, mọi người yên tâm chờ đợi, còn có gì thì các bạn sẽ biết sau. Tuấn Dũng từng tham gia chương trình Người ấy là ai khi Lê Lộc ngồi kế nữ chính. Nam diễn viên đã ngỏ lời chân thành, nhưng Lê Lộc lại trao cơ hội hẹn hò cho một người khác. Khán giả rất tiếc nuối khi chứng kiến quyết định này của cô. Tuy nhiên, Tuấn Dũng và Lê Lộc vẫn rất thân thiết sau chương trình. Người hâm mộ hy vọng cặp đôi sẽ có một cái kết đẹp.